Xin chào các bạn. Sau số đầu tiên của series Thế giới cầu lông tuần qua, ekip của PTShop.vn xin gửi tới các bạn số thứ hai trong series này. Thay mặt cho toàn bộ ekip của kênh, xin gửi tới các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay với số thứ hai trong series Thế giới cầu lông tuần qua. Tuần qua, sau khi kết thúc các giải đấu cấp độ châu lục, thì mọi hoạt động đã trở nên trầm lắng để dồn lực cho Thomas Cup diễn ra từ chủ nhật vừa qua. Nên hầu hết, những tin tức trong tuần qua sẽ chỉ xoay quanh diễn biến của các đội tuyển tranh tài tại Thomas Cup. Và dưới đây là các bản tin chính sẽ có trong số bản tin tuần này. Tay vợt đơn nữ người Nhật Bản Akane Yamaguchi trở lại vị trí số 1 thế giới. Đại hội thể thao châu Á năm 2022 sẽ bị hoãn. Liên đoàn cầu lông thế giới năm 2021 thặng dư và thâm hụt. Shuichi bị Liên đoàn cầu lông Trung Quốc cấm thi đấu 1 năm. Liên đoàn cầu lông thế giới tổ chức sự kiện chào đón ngày cầu lông thế giới ngày 5 tháng 7 năm 2022. Thomas và Uber Cup kết thúc với nhiều bất ngờ và chiếc vô địch đã trở về nơi cội nguồn của cầu lông. Dù không để dành cho mình được chiếc vô địch tại giải vô địch châu Á vừa kết thúc, nhưng Akane Yamaguchi cũng có được niềm vui khi trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới World Ranking khi Liên đoàn cầu lông thế giới đã cập nhật bảng xếp hạng tuần thứ 18 của năm 2022 vào ngày 3 tháng 5 vừa qua. Với việc giành được vị trí Á quân giải vô địch châu Á đã giúp cho Yamaguchi có thêm được 10.200 điểm. Qua đó, nâng tổng số điểm của mình lên 109.749 điểm và giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng World Ranking cho nội dung đơn nữ. Do không tham dự giải vô địch châu Á vừa qua, nên tay vợt Tai Yu Ying của Đài Loan đã không có thêm điểm nào và đã bị tụt xuống vị trí thứ 2 với 108.800 điểm. Mới đây, vào ngày 6 tháng 5 vừa qua, Tổng giám đốc Hội đồng Olympic châu Á thông báo Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 dự kiến tổ chức từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022 tại Hàng Châu, Trung Quốc sẽ bị hoãn lại và ngày cụ thể sẽ được thông báo sau. Liên đoàn cầu lông thế giới đã tổ chức Đại hội thường niên lần thứ 83 vào tối thứ Bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2022. Đây là đại hội thường niên hỗn hợp đầu tiên trong lịch sử với 132 hiệp hội thành viên tham gia trực tiếp tại Bangkok, Thái Lan hoặc nghe trực tuyến. Liên đoàn cầu lông thế giới cũng đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong kỳ, trong đó nêu rõ thặng dư ngân sách là 19,71 triệu đô la cho năm 2021, trong khi thâm hụt ngân sách là 8,97 triệu đô la. Tổng thư ký của Liên đoàn cầu lông thế giới Thomas Lund cho biết, mặc dù đã trải qua một năm đầy thách thức, nhưng đã có một số thành công đáng kể giúp thúc đẩy kết quả tài chính cuối năm. Tôi vui mừng thông báo rằng Liên đoàn cầu lông thế giới đã trở lại trong tình trạng tài chính ổn định hơn so với 12 tháng trước. Việc tạo ra doanh thu mạnh mẽ thông qua các giải đấu lớn có nghĩa là chúng tôi có thể khôi phục tình hình tài chính của mình. Ngày 6 tháng 5, trước khi lên đường tham dự giải Thomas và Uber Cup năm 2022, Yang Jun, Chủ tịch Hiệp hội Cầu lông Trung Quốc, đã công bố một đoạn video giải thích lý do Shuichi, tay vợt đơn nam số 1 hiện tại của Trung Quốc, không được chọn tham dự Thomas Cup lần này. Yang Jun nói, trận bán kết Thomas Cup lần trước vào năm 2020, Shuichi đã xin bỏ trận đấu. Sau trận đấu ấy, cậu ấy đã đưa ra một số bình luận vô trách nhiệm và đặc biệt rất xấu trên Internet. Về vấn đề này, Hiệp hội Cầu lông Trung Quốc đã đưa ra án phạt cấm thi đấu 1 năm đối với Shuichi. Thời hạn 1 năm cấm thi đấu đã được Hiệp hội và Ban huấn luyện nghiên cứu kỹ lưỡng nên cậu ấy sẽ không tham gia giải Thomas Cup lần này. Shuichi cũng đang tự xem xét lại bản thân trong khoảng thời gian bị treo giò này. Tính tới thời điểm này, đã có hơn 40 sự kiện trên toàn thế giới được lên kế hoạch cho lễ kỷ niệm Ngày Cầu Lông Thế Giới khai mạc vào ngày 5 tháng 7 năm 2022. Ngày Cầu Lông Thế Giới là một sáng kiến của Liên đoàn Cầu Lông Thế Giới nhằm mang mọi người và cộng đồng đến với nhau để trải nghiệm môn cầu lông thú vị và hòa nhập thông qua một loạt các sự kiện cầu lông hấp dẫn và sáng tạo.
ngày đánh dấu sự thành lập của Liên đoàn Cầu lông Quốc tế, nay là Liên đoàn Cầu lông Thế giới, vào ngày 5 tháng 7 năm 1934. Việc tổ chức và tham gia sự kiện Ngày Cầu lông Thế giới dành cho tất cả mọi người, cho dù là Liên đoàn Cầu lông Quốc gia, câu lạc bộ, trường học hay những người hâm mộ cầu lông nói chung và có thể ở bất kỳ quy mô nào. Các sự kiện được đăng ký cho đến thời điểm này rất đa dạng, bao gồm người khuyết tật, người già, phụ nữ và trẻ em, tập hợp tại nhiều địa điểm khác nhau như trường học, sân vận động, bãi biển, đường phố và công viên. Trong số những sự kiện tham gia thì có hai sự kiện lớn nhất là Come and Try ở Kuala Lumpur và Singapore. Mỗi sự kiện sẽ dự kiến có hơn 10.000 người tham gia và sự kiện Sato Smash Launch sẽ được khởi xướng bởi Liên đoàn Cầu lông Australia và sẽ được chính phủ tài trợ trong câu lạc bộ dành cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi với số lượng người tham gia dự kiến là 5.000 em. Và tại các thành phố lớn của các quốc gia như Venezuela, Ecuador, Nigeria, Mozambique và Ấn Độ đều sẽ đăng cai tổ chức lễ kỷ niệm. Điều này cho thấy sự quan tâm rộng lớn đến môn cầu lông. Và một buổi học cầu lông miễn phí dành cho các nhóm dễ bị tổn thương dự kiến sẽ được tổ chức tại Malaysia nhằm nâng cao lòng tự trọng của họ và lôi kéo họ tham gia hoạt động thể thao quốc gia. Đáng chú ý, một số sự kiện này liên quan đến Paragame. Một số sự kiện Air Badminton cũng được lên kế hoạch, bao gồm các lễ kỷ niệm chỉ dành cho nữ ở Jakarta và Devon. Và chúng ta có thể hưởng ứng sự kiện này bằng cách đăng ký cho nhóm cầu lông của anh em tại địa chỉ sau. Chiều ngày 14 tháng 5 tại Bangkok, Thái Lan đã diễn ra loạt trận chung kết Uber Cup. Bất ngờ đã đến khi đội tuyển được đánh giá thấp hơn là đội tuyển Hàn Quốc đã có chiến thắng nghẹt thở trước nhà đương kim vô địch đội tuyển Trung Quốc. Qua đó, chính thức chấm dứt 12 năm thống trị của đội tuyển Trung Quốc ở nội dung đồng đội nữ. Trung Quốc được đánh giá cao hơn khi sở hữu đội hình rất mạnh, nhưng các cô gái xứ sở kim chỉ đã có ngày thi đấu quả cảm. Kết thúc 4 trận đấu thì đôi bên bất phần thắng bại và chức vô địch sẽ được định đoạt ở trận đơn nữ cuối cùng. Phía Hàn Quốc có vẻ không có quá nhiều cơ hội khi tay vợt đơn nữ của họ Shim Woo-jin chỉ có thứ hạng 46 thế giới và chưa từng vượt qua vòng 32 tại các giải đấu World Tour 300. Đối thủ của cô là Wang Shuyi, người mà đã vượt qua tay vợt số 1 thế giới Angane Gamaguchi để giành được chức vô địch châu Á cách đây 2 tuần. Và số phận thật khéo sắp xếp, khi tuần trước thôi, Shim Yu-ji đã để thua Wang Shuyi tại vòng 32 tại giải đấu Korean Master ngay tại quê nhà. Thế nhưng, trái với dự đoán, Shim Yu-ji đã có một trận đấu nể đời khi luôn là người làm chủ thế trận trước nhà đương kim vô địch châu Á. Chiến thắng sau 3 set với các tỷ số 28-26, 18-21 và 21-8 đã chính thức đưa Hàn Quốc lên ngôi vô địch. Chiến thắng của đội tuyển Hàn Quốc thực sự là một trận chung kết khó quên. Huấn luyện viên Kim Chung-ho đã chia sẻ suy nghĩ của mình. Tôi tin rằng chúng tôi có thể giành được chức vô địch vì khát khao chiến thắng của các vận động viên của chúng tôi mạnh mẽ hơn bất kỳ các quốc gia nào khác. Sau đó một ngày, các chàng trai Ấn Độ đã có màn tranh tài cùng các nhà đương kim vô địch Indonesia ở nội dung đồng đội nam. Người hâm mộ cầu lông Ấn Độ trong và ngoài nước đã chờ đợi chức vô địch đầu tiên của mình một cách rất cuồng nhiệt. Mở màn cho ngày thi đấu căng thẳng ở nội dung đơn nam, Lakshya Sen đã đối đầu với Anthony Ginting trong một ngày thi đấu đầu tiên tuyệt vời. Lakshya đã khởi đầu chậm trong ván đầu tiên, nhưng anh đã chứng tỏ rằng mình là người thích hợp cho vị trí đầu tiên trong ngày với chiến thắng 8-21, 21-17 và 21-16. Và sau chiến thắng của Lakshya, đôi nam Shetty và Rakitic đã quyết tâm nới rộng cách biệt trong một trận đấu căng thẳng với Kevin Sukamulyo và Muhammad Asan. Trận đấu rất được mong đợi giữa hai cường quốc này đã có kết thúc có lợi dành cho Ấn Độ sau những sai lầm nghiêm trọng của Asan tại ván đấu thứ hai đã mang lại cho Shetty và Rakitic một lợi thế cần thiết để họ có được chiến thắng rõ ràng 18-21, 23-21 và 21-19. Trong trận đấu đơn nam sau đó, Srikant Kimnabi đã tận dụng tốt lợi thế dẫn trước 2-0 của Ấn Độ trước nhà đương kim vô địch Indonesia. Anh đã thi đấu không hề chùn bước và đã giành được chiến thắng nhanh chóng trước Jonathan Christie với tỷ số 21-15 và 23-21. Và sau chiến thắng 3-0 trước nhà đương kim vô địch Indonesia, đã đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 6 có tên trên chiếc cúp bạc danh giá và đồng thời đưa chiếc cúp vô địch trở về với nơi cội nguồn của cầu lông. Và đó là toàn bộ những tin tức có trong số thứ 2 của series Thế giới cầu lông tuần qua. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi trong những phút vừa qua. Và đến đây, chúng tôi cũng xin phép được nói lời chào. Các bạn hãy đừng quên để lại một comment về góp ý của mình và một nút subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.